Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin Bóng Đá, nơi cập nhật những thông tin bóng đá mới hấp dẫn và uy tín. Mong các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, lượt chia sẻ video và đăng ký cho kênh. Dưới đây là dự đoán kết quả bóng đá trận đấu giữa Inter Milan và Empoli trong khuôn khổ vòng 19 giải vô địch quốc gia Italia. Trận đấu giữa Inter Milan và Empoli diễn ra vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 24 tháng 1 năm 2023 giờ Việt Nam. Inter Milan vừa có trận đấu được cho là ấn tượng nhất kể từ đầu mùa giải đến nay tại sân chơi quốc nội. Đó là trận đấu mà họ vùi dập Milan với cách biệt 3 bàn ở trận tranh siêu cúp trên sân trung lập King Park. Đó cũng là trận thứ 12 liên tiếp nửa xanh thành Milan bất bại trên mọi đấu trường. Trong đó họ từng đánh bại Napoli, đội bóng trước đó chưa nhận thất bại nào tại Serie A mùa này. Hiện tại, đội chủ sân Giuseppe Meazza đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng bằng điểm với đội xếp thứ 3 là Juventus và chỉ kém đội xếp thứ 2 là AC Milan vỏn vẹn một điểm. Về phía đội khách, Empoli cũng đang có phong độ khá ổn định khi bất bại ở 4 vòng đấu gần đây với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Nên nhớ cả 2 trận hòa của họ đều trên sân của những đối thủ đáng gờm là Udinese và Lazio. Trước những ông lớn, Empoli thường tỏ ra lép vế, nên nhớ họ thua trên sân của AS Roma, thua cách biệt AC Milan, Juventus, Atalanta và Napoli. Hiện tại, đội chủ sân Carlo Castellani đang ở nửa dưới bảng xếp hạng, cụ thể là họ xếp ở vị trí thứ 12 với 22 điểm sau 5 chiến thắng, 7 trận hòa và đã nhận 6 thất bại kể từ đầu mùa giải, trong đó có 4 trận thua cách biệt. Theo nhà cái châu Á, trận đấu giữa Inter Milan và Empoli có rất nhiều điều thú vị vì Empoli là đối thủ ưa thích của Inter Milan khi cả 9 lần chạm trán gần nhất tại Serie A, đội bóng sọc xanh đen đều giành chiến thắng, thậm chí đều là những chiến thắng cách biệt ở 2 lần đối đầu gần nhất. Đội chủ sân Giuseppe Meazza đến với trận đấu này với một sự hưng phấn khi vừa vùi dập AC Milan với cách biệt 3 bàn ở trận tranh siêu cúp. Hơn nữa, họ rất quyết tâm giành chọn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua vô địch. Vì vậy, lựa chọn Inter Milan là hoàn toàn chính xác trong cặp đấu này. Về tỷ lệ bàn thắng trong trận đấu giữa Inter Milan và Empoli, trong số 10 đội ở nửa trên bảng xếp hạng, Inter Milan đang là đội bóng thủng lưới nhiều nhất ở thời điểm hiện tại với 24 bàn sau 18 trận, cho dù họ đang nằm trong top 4. Bên cạnh đó, nửa xanh thành Milan là đội ghi hiệu suất ghi bàn tốt thứ 2 chỉ sau Napoli. Cụ thể, họ đã có tới 38 lần lập công. Trong khi đó, Empoli chưa từng nhận ít hơn 2 bàn thua trong 5 lần làm khách trên sân của Giuseppe Meazza, gần nhất là trận thua 2-4. Vì vậy, nhiều khả năng trận đấu giữa Inter Milan và Empoli sẽ kết thúc với nhiều bàn thắng được ghi. Theo các nhà cái châu Âu, làm khách trên sân của Giuseppe Meazza luôn là nỗi ám ảnh đối với Empoli khi cả 8 lần làm khách gần đây họ đều ra về trắng tay, gần nhất là trận thua đậm 2-4. Cách biệt về đẳng cấp cũng như thực lực của hai đội là quá lớn ở thời điểm hiện tại. Đó là chưa kể Inter Milan đang có được lợi thế sân nhà và đang rất hưng phấn sau chuỗi trận ấn tượng vừa qua, gần nhất là chiến thắng tưng bừng 3-0 trước AC Milan trong trận chung kết siêu cúp Italia. Vì vậy rất khó để Empoli đứng vững và có điểm khi rời sân Giuseppe Meazza trong trận đấu ở vòng 19 giải vô địch quốc gia Italia mùa này. Tiêu chung lại, Inter Milan đang là đội bóng sở hữu phong độ sân nhà rất tốt khi chỉ sau Napoli ở mùa giải năm nay. Cụ thể là họ đã có 8 trên 9 trận thắng trên sân nhà tại Serie A mùa này, trong đó toàn thắng 5 trận đấu gần nhất, thậm chí từng đánh bại cả Napoli, điều mà chưa đội bóng nào làm được ở Serie A mùa này. Với Empoli, họ thường xuyên thua tan nát trước các ông lớn, cụ thể họ từng thua đậm 0-4 trước Juventus, thua 1-3 trước AC Milan, thua 0-2 trước Atalanta và Napoli. Vì vậy, Inter Milan được dự báo sẽ có chiến thắng tưng bừng trên sân nhà. Từ những phân tích trên, Tin Bóng Đá cho rằng với lợi thế sân nhà cùng sự hưng phấn sau khi giành siêu cúp Italia, Inter Milan sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Empoli trên sân nhà Giuseppe Meazza ở vòng đấu này. Được biết, trận đấu giữa Inter Milan và Empoli trong khuôn khổ vòng 19 giải vô địch quốc gia Italia Serie A mùa giải 2022-2023 diễn ra vào lúc 2 giờ 45 ngày 24 tháng 1 năm 2023 giờ Việt Nam. Theo bạn, giữa Inter Milan và Empoli, đội bóng nào sẽ giành chiến thắng và kết quả trận đấu này sẽ ra sao? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Tin Bóng Đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.